Thưa quý vị và các bạn, trong tiểu mục chuyện chung chuyện riêng ngày hôm nay thì như phần đầu chúng tôi cũng đã có giới thiệu, Hồng Quyên rất nhấn mạnh là hôm nay là tháng 7. Tất nhiên dương lịch của chúng ta là tháng 8, nhưng mà Hồng Quyên muốn nhấn mạnh tháng 7 là tháng 7 âm lịch. Tháng 7 năm nay có rất là nhiều điều đặc biệt. Đó là thời điểm mà chúng ta còn biết tới là ngày rằm tháng 7 là một trong những ngày rằm lớn của cả nước. Và bên cạnh đó thì cũng là thời điểm mà theo tín ngưỡng dân gian được ngày là ngày xá tội vong nhân. Tức là có rất là nhiều những cái vong nhân vào trong cái ngày 15 tháng 7 đó, những vong linh họ đi khắp nơi và họ cần xin những cái bố thí từ những người dương để giúp cho họ sớm có thể siêu thoát. Nhưng ngoài ra trong tháng 7 này thì còn là một trong những tiết khí mà rất là đặc biệt. Trong thời khắc này, quý vị được sống trọn vẹn trong 30 ngày âm lịch của tháng 7 và người ta gọi đó là mùa Vu Lan báo hiếu. Không chỉ có ngày 15 tháng 7 đâu ạ. Có nhiều người lầm lẫn rằng là ngày Vu Lan báo hiếu là ngày 15 tháng 7, nhưng không có phải, là một mùa Vu Lan báo hiếu trong nguyên một tháng 7. Cho nên là nếu mà ngày nào quý vị có thể thì chúng ta sẽ dành những tình cảm của mình cho người thân của mình, thì đó là mình thể hiện cái lòng thành kính trong mùa lễ Vu Lan báo hiếu này. Và trong chương trình Chuyện chung chuyện riêng ngày hôm nay thì chúng tôi muốn chia sẻ một vài cái thông tin mà ba MC cũng như là ekip chương trình tìm hiểu về vấn đề là phóng sinh ở trong ngày rằm tháng 7. Theo như Vân Trang và Phương Anh thì nghĩ như thế nào về câu chuyện phóng sinh vào rằm tháng 7? Thực ra thì em nghĩ rằng là phóng sinh là một câu chuyện mà chúng ta có thể làm hàng ngày, bất kể một cái tiết khí nào trong năm, chứ không phải là chỉ riêng trong tháng 7. Tuy nhiên đúng như chị Quyên đã chia sẻ thì tháng 7 là một cái tháng rất là đặc biệt đối với quan niệm của Á Đông và riêng Việt Nam của chúng ta nữa. Khi mà tháng 7 là cái ngày mà như chị đã nói, tức là một cái tháng mà cửa gọi là cái gì? Ngày xá tội vong nhân. Đúng rồi, có nghĩa là sẽ được mở cửa quỷ môn quan, đúng không? Gọi là quỷ môn quan để có thể là cho những cái vong linh mà họ không có nơi nương tựa, họ còn có những cái tội nào đó mà họ chưa thể nào siêu thoát được, họ có thể được lên với trần gian và được gọi là ăn những của bố thí của người khác. Và cũng là không phải là của bố thí đâu, mà là còn cả những cái gọi là những cái hồi hướng công đức của người khác nữa, để từ đó thì họ có thể là sớm siêu thoát hơn. Chính vì thế mà việc mà chúng ta phóng sinh trong những cái ngày tháng 7 này thì cũng có ý nghĩa nhiều hơn. Và đặc biệt là em nghĩ rằng là phóng sinh không phải là chúng ta cho những cái cô hồn dã quỷ ở đâu đó xa xôi đâu. Ngay ở trong họ hàng tổ tiên và gia tộc chúng ta thì cũng có những vong linh mà một vì một lý do nào đó chúng ta có thể không biết đến sự xuất hiện của họ. Chúng ta cũng không biết là họ có tồn tại và họ đã mất sớm ở một thời đại tiền nào đó. Thì mình cũng có thể nhân cái dịp này để mình có thể biếu họ những cái món quà của gọi là tấm lòng của người dương, và cũng là cái công đức của người dương để hồi hướng cho họ sớm được siêu thoát. Đó là quan niệm của Phương Anh, còn với Trang thì sao? Thực ra thì em nghĩ rằng là đôi khi chúng ta vẫn hay nói với nhau cái cụm từ đó là phóng sinh, nhưng mà không phải là ai cũng hiểu đúng. Cái điều đầu tiên em thấy rằng là có một cái thực trạng đôi khi đi ra chợ ấy mà nhận được những cái cuộc điện thoại đấy, là có khi là ngày hôm nay đặt 5 cân ốc này, 5 cân cá để về phóng sinh. Và vô hình chung là những cái người nhận được cái cuộc điện thoại đó, họ sẽ phải đi bắt đủ số ốc, bắt đủ số cá để về bán cho mình và mình phóng sinh. Nên là đó còn, em nghĩ rằng là thậm chí nó còn tăng nặng hơn cái nghiệp của mình, trong khi là rõ ràng rằng là mình muốn làm việc thiện. Thế thì cái điều đầu tiên em nghĩ phóng sinh là phóng sinh ngay trên bàn ăn đã. Tức là mình không ăn thịt động vật, không ăn những con vật còn sống, khiến cho mọi người là những cái người làm họ phải đi giết những cái con vật đó để trở thành thức ăn cho mình á, thì đã là phóng sinh rồi. Sau đó thì em thấy có những cái câu chuyện mà những người đi giảng pháp, giảng đạo họ nói rất là đúng. Đôi khi mình không phải là mình gọi điện đến đâu đó mình đặt là cho em từng này con kia để em về em phóng sinh, mà chúng ta chỉ cần là đi ra chợ hoặc là đi ở trên đường thấy cái con vật nào nó sắp chết mà nó lại có duyên với mình thì mình hoàn toàn có thể phóng sinh đi. Thì công đức đó nó lại còn nhiều hơn việc là chúng ta đặt mua một cái điều gì, một cái con vật nào đó để chúng ta phóng sinh. Bên cạnh đó thì em nghĩ rằng em thì em không quá rành, nhưng mà có những cái bước đó là mọi người có thể đọc kinh này, có thể hồi hướng này, sau đó là tự tay phóng sinh và hồi hướng công đức đó về cho gia tiên tiền tổ của mình, hoặc là thậm chí là đọc kinh cho chính những cái con vật mà mình phóng sinh nghe. Thì em nghĩ rằng là đó cũng sẽ là một cái cách phóng sinh nó tốt hơn so với mọi người bây giờ đang hầu như là cũng có những cái suy nghĩ là hiểu lầm. Chữ phóng sinh, Quyên cũng đồng ý với Trang là có lẽ là nhiều người sẽ cần phải hiểu hơn một chút. Với cá nhân Hồng Quyên thì là một người thiền sinh, cũng như là mình theo đuổi dòng Vipassana, và mình cũng tìm hiểu thông qua thiền sư Thích Nhất Hạnh, thì mình chỉ hiểu đơn giản rằng là chữ phóng sinh có nghĩa là mình trân trọng lấy cái sự sống và tạo cho sự sống đấy họ được sống một cách trọn vẹn nhất. Như vậy thì ở đây sẽ không bó hẹp rằng sự sống này nó nằm ở trong động vật, mà mỗi thứ mà chúng ta nhìn thấy chúng ta đều gọi là nó có linh tính của nó. Cho nên là thực ra kể cả đá hay kể cả cây cỏ cũng đều có linh tính của nó. Nếu mà chẳng hạn đi ngang mà thấy cái cây nào mà đang ngấp nghé, nó có thể bị một vật gì đó chẳng hạn như là nó bị một hòn đá đè lên, nó làm cho cái cây đó nó sắp chết, thì chúng ta cũng có thể nhấc hòn đá đó ra giúp cho cái cây đó được sống. Đó cũng là một trong những cách phóng sinh. Vậy thì hiểu nôm na đơn giản rằng là việc phóng sinh đầu tiên có khi đơn giản chúng ta chỉ là giúp cho
tâm can của mình được cảm thấy bình yên trong những ngày rằm tháng 7, hồi hướng tất cả những công đức, chẳng hạn công đức ở đây mình hiểu thôi, những gì mình đang có, như mình có một đôi tay lành lặn, một đôi chân lành lặn, mình có một công việc tốt để làm, hay là mình còn có thể đi học, mình còn có được một cái trí tuệ minh mẫn, đó chính là một trong những công đức của mình. Và mình báo ơn, báo hiếu với ba mẹ, đó cũng là một trong những cách phóng sinh. Chứ thật sự những vấn đề như kiểu Vân Trang có bảo là mọi người order là hôm nay đặt đặt 5 kg cua rồi 5 kg tép, nhưng mà thực ra nếu mà đếm cái số lượng thì mình nghĩ đúng là cái số phóng sinh đó, cứ tạm thời coi như họ nghĩ việc đó là đúng đi, nhưng mà so tổng với 365 ngày của mình ăn thì cái số mình giết nhiều hơn so với việc phóng sinh. Cho nên Quyên thì Quyên có quan điểm nó hơi nghiêng về chút, mình thích tìm hiểu khoa học, thì mình thấy cái việc mà các nhà Phật hoặc là cũng như các đạo giáo khuyên á, nó rất là thuận theo tự nhiên. Họ hay bảo thuận theo tự nhiên có nghĩa là làm sao để mình cân bằng với tự nhiên là được. Trong tự nhiên thì nó có một cái vòng tròn sinh học, và đa số thì con người của chúng ta sẽ ưa chuộng ăn về thực phẩm là liên quan tới động vật nhiều hơn, vì thấy nó làm mất cân bằng cái chuỗi tự nhiên này và sẽ gây ra nhiều cái nghiệp, tức là gây ra nhiều hệ quả là sẽ mất cân bằng sinh thái cũng như ảnh hưởng tới cuộc sống của con người. Thì việc chúng ta ví dụ như trong bữa ăn đối với Quyên thì mình có thể cân bằng giữa thực vật nhiều hơn động vật, đó cũng là cách phóng sinh. Rồi như kiểu đối với lại Phương Anh thì có những cái cách như là tụng kinh nè, hoặc là niệm Phật. Nhưng mà với cái công việc này thì chắc là Trang và Quyên đều không am hiểu lắm, cho nên có vẻ trong câu nói của mình không thấy mình chia sẻ bằng Phương Anh. Ô thế ạ? Tức là Phương Anh rõ ràng, Phương Anh khi mà Phương Anh nhấn mạnh điều đó là Phương Anh có quan tâm. Thật ra thì đúng là em cũng rất là quan tâm, bởi vì bản thân em là một người cũng đã từng trải qua, mình cũng cảm nhận được cái sự nhiệm màu của Phật Pháp. Trong cái thời gian mà mình mang bầu á, cũng không biết là có phải là do mình may mắn hay không, nhưng trong thời gian mang bầu thì em cũng có được một cái duyên đến với kinh Dược Sư, có viết, có chép kinh Dược Sư, có tụng kinh Dược Sư, và cũng đến lúc lên bàn đẻ thì vẫn cứ niệm chú để có thể là có một cái sự bình an và lành lặn đến với cả mình và con trai của mình. Thì rõ ràng là không biết là có phải là do mình tụng kinh hàng ngày và hay là do tâm mình an hay như thế nào đó, hay là mình may mắn. Thế nhưng mà rõ ràng cái việc sinh đẻ của em nó thuận lợi hơn đa số những người phụ nữ khác rất là nhiều. Về cả thời gian rồi là cái sự đau đớn mình cũng không phải chịu đựng quá là nhiều. Thì qua những cái điều đó thì em cũng thực sự là bản thân em là một cái người mà được trải nghiệm và cũng cảm nhận rõ cái sự nhiệm màu đó. Cho nên là em nghĩ rằng là cái việc mà chúng ta phóng sinh hay là bất kỳ một cái điều gì, em rất là thích tư tưởng của chị Quyên vừa nãy, tức là vạn vật đều có linh tính. Không phải là chúng ta phóng sinh nghĩa là chúng ta bắt buộc phải là đi mua một con vật còn sống, hay là chúng ta phải bắt buộc phải thả một con vật nào đó thì mới là phóng sinh, mà chỉ cần xuất phát từ tâm của chúng ta và chúng ta yêu thương và khởi cái tâm đó lên thì đã là một cái điều rất là tốt cho chính chúng ta và cho những vật xung quanh rồi. Còn nói riêng về chuyện phóng sinh trong ngày rằm tháng 7 thì đúng là em cũng thấy rằng là một cái câu chuyện như của Trang cũng khá là mà gọi là thú vị rồi, liên quan đến việc là order những cái vật để phóng sinh. Và ngoài ra chúng ta cũng phải lưu ý nữa đấy là thật ra thì cái địa điểm để phóng sinh cũng là một cái nơi rất là quan trọng. Chúng ta có thể là đã cứu được một con vật từ suýt bị, ví dụ con cá đi, suýt bị giết, suýt bị ăn thịt rồi, chúng ta cứu được nó về, nhưng khi chúng ta thả và chúng ta không biết cách thả ở một cái địa điểm nào đó thì cũng có thể là con cá đó cũng không sống được lâu và cái sự sống đấy nó cũng không nối dài được nữa. Như là ở Hồ Linh Đàm chẳng hạn, ở gần khu nhà em thì là một cái nơi mà rất nhiều người hay ra đó để phóng sinh, nhưng mà em vẫn cứ rất là hạn chế phóng sinh vào ngày rằm và ngày mùng 1. Bởi vì sao? Mặc dù đã có biển là cấm câu cá ở đấy rồi, nhưng mà mọi người chỉ chờ đến cái lúc mà tất cả mọi người cùng phóng sinh, rất nhiều những cái động vật được thả ra hồ đó thì bắt đầu là một loạt những người khác trèo thuyền ra giữa hồ để đi vớt và đặt sẵn những cái lưới để bắt lại những con cá đó. Thì có thể là tâm, có những người họ giải thích rằng là thôi thì tâm mình đã cứu được nó một lần, còn nó có sống được hay không thì tùy vào cái duyên số và cái nghiệp nợ hay là quả báo của chính con cá đó. Nhưng mà dù sao mình đã đi làm một việc tốt thì mình cũng muốn cứu là cứu cho chót, đúng không ạ? Vậy thì mình cũng cố gắng là lựa những cái nơi nào mà nó vắng vẻ, nó thanh tịnh một chút và ít những người lui tới, để tránh là mình khơi gợi cái lòng tham từ người khác, vô hình chung họ lại bắt lại những con vật phóng sinh đó thì họ cũng sẽ lại mang nghiệp. Hoặc là như ngày trước thì em cũng nhớ rằng là em có đi gọi là phóng sinh cá đi, thì em có mang ra hồ ở chùa ở gần khu nhà em để em phóng sinh. Mình tưởng rằng là mình phóng sinh ra chùa thì con vật đó sẽ được lắng nghe kinh này, rồi bạn rồi là gọi là bạn tức là cũng sẽ có những cái sự tốt hơn cho con cá đó. Nhưng mà thực sự thì một thời gian sau em phát hiện ra rằng là, hoặc là sư thầy cũng nói với em rằng là cũng không nên thả ở đó, bởi vì cái hồ đó rất là nhỏ và rất là ao tù nước đọng, như vậy thì bùn rất là nhiều và bạn ấy cũng không thể sống được quá lâu. Cho nên thôi thì chúng ta đã khởi tâm rồi thì khởi tâm cho chót và cố gắng để tìm một cái nơi sống thực sự là an toàn.
cho những con vật mà chúng ta đã phóng sinh sau đó. Vậy thì những cái bước làm như thế nào, chúng ta nên tham khảo những cái bước để chúng ta phóng sinh làm thế nào mà nó vừa đúng với lại nghi lễ, và cái thứ hai là để đảm bảo được là những cái loài động vật mà chúng ta đã cứu, chúng ta đã phóng sinh thì có thể sống được một cách tốt nhất, thay vì là chúng ta biết là nếu mà thả cái hồ đó mà rất là dễ bị bắt lại thì chúng ta cũng nên tránh, nhưng không phải là bởi vì chúng ta đã cứu được một lần rồi sống hay không thì tùy duyên, là đúng là làm gì thì làm cho chót, đúng không ạ? Và bây giờ thì chúng tôi cũng sẽ cung cấp tới quý vị các cái bước chúng ta cũng nên làm như thế nào để có thể hoàn thành đúng nghi lễ. Đầu tiên thì khi mà bắt đầu vào lễ thì chúng ta đã chuẩn bị đủ lễ vật rồi thì chúng ta có thể đọc kinh phóng sinh. Như đã nói thì nếu như mà quý vị và các bạn tự lễ thì có thể tự tìm bài khấn phóng sinh, còn nếu như mà quý vị và các bạn tham gia vào những cái lễ phóng sinh ở nhà chùa này hay là có thầy này thì chúng ta có thể đọc theo những cái hướng dẫn của người thầy hoặc là ở các nhà chùa. Bước 2 là khi mà chúng ta hoàn thành lễ thì chúng ta lễ tạ và thực hiện nghi thức. Bước 3 là đưa sinh vật về với môi trường sống. Trong bước này thì chúng ta không dùng tay trực tiếp bắt sinh vật đưa vào môi trường sống. Với cá hay chim thì quý vị vẫn cầm nguyên chậu và lồng để mở lồng và nghiêng chậu cho chúng tự trở về với tự nhiên. Với ốc hay những con vật dưới nước khác thì chỉ cần mang chậu và nghiêng xuống để đưa chúng tự về với môi trường sống của mình. Và bước 4, sau khi hoàn thành phóng sinh, thực hiện đọc kinh hồi hướng, nguyện đem công đức này hồi hướng về khắp cả, đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Nam Mô A Di Đà Phật 10 lần. Khi mà nói tới câu chuyện phóng sinh thì thực sự là bản thân mình thì có lẽ nếu mà nhìn về vài năm về trước mình cũng chẳng hiểu nhiều về câu chuyện phóng sinh, và thực sự phải nói là ngay khi còn nhỏ thì ai chỉ đâu làm đó, có nghĩa là mình làm theo tính chất là làm phong trào á, và mình cứ mọi người làm thì cứ thế mình làm theo, nhưng mình không hiểu ý nghĩa của nó. Nhưng sau này cho tới khi mà mình có được cái điều kiện để có thể tiếp cận được với những cái con đường tâm linh, mình hiểu hơn về linh tính, thì cái điều mà sau đó mình bỗng nhận ra được trong cái việc phóng sinh đó là nó giúp cho mình mở rộng lòng từ bi. Và đó chính là một trong những ý nghĩa cốt lõi nhất sau cái việc phóng sinh. Phóng sinh giúp cho chúng ta cảm thấy là mình yêu thương cuộc đời này hơn và trân trọng những gì mình đang có. Cho nên nếu mà chẳng hạn như là tùy vào điều kiện của gia đình mình không có điều kiện để mình mua đồ, mình phóng sinh đi, không có điều kiện tới đi làm lễ, thì mình có thể thông qua những bữa ăn hàng ngày của gia đình mình là được. Và quan trọng nhất là việc phóng sinh thì nó xuất phát từ tâm. Và như chúng tôi đã nói là bất kỳ một cái việc chỉ cần một ý nghĩ thiện cũng đã giúp cho mình có thể phóng sinh cho cái người mà mình đã có một cái chấp niệm không tốt rồi. Hoặc đơn giản như mình đi ngang đường, mình thấy có một người đó mà họ bị quá khổ ở bên vệ đường, mình có thể giúp thì cũng là một trong những cái hành động tốt mang ý nghĩa phóng sinh trong cái ngày rằm tháng 7 này. Còn không biết là những quý vị trong ngày rằm tháng 7 thì đã có cho mình một cái kế hoạch như thế nào về việc phóng sinh, thì mong là cho chúng tôi được biết qua phần bình luận ở trên nền tảng mạng xã hội Facebook. Còn với Vân Trang và Phương Anh thì trong ngày rằm tháng 7 năm nay thì không biết là cả hai bạn đã có dự định gì hay chưa? Anh nghĩ đầu tiên vẫn cứ phải làm rằm tháng 7 đã, bởi vì tức là có một cái mâm cúng, đúng rồi ạ. Đó là một trong những cái tập tục, và dù là chúng ta có theo đạo nào, Thiên Chúa giáo hay là Phật giáo hay là đạo mẫu, thì chúng ta vẫn phải nhớ rằng là nguyên thủy của người Việt Nam đấy là thờ cúng tổ tiên. Những người đầu tiên là ông bà cha mẹ, những người đã sinh ra mình có công với mình, sau đó là những vị nhân thần, những người mà đã làm bảo vệ đất nước và chống lại sự xâm lăng, thì đó là một trong những cái đạo nguyên thủy. Và chúng ta dù là có theo đạo nào thì chúng ta cũng phải thờ cúng tổ tiên đã, thì vẫn theo phong tục tập quán là chúng ta có một cái mâm cúng, sau đó thì có thể là cùng đến chùa này hoặc là đến đền, thì có lẽ em nghĩ rằng là lễ nó cũng không nhất định là chúng ta phải là bước 1, bước 2 hay là quá hiểu rõ đâu, quan trọng là từ tâm mình và làm thế nào mà tâm, nhưng mà chúng ta phải có trí tuệ trong đó để tránh những việc là chúng ta làm phúc nhưng mà lại phạm tội. Đúng rồi ạ. Thế cho nên là chúng ta cần phải đặc biệt chú ý, đó là những cái kế hoạch của em trong rằm tháng 7 năm nay, và em nghĩ rằng là năm nào cũng sẽ thế thôi. Còn Phương Anh? Em cũng như vậy thôi, tức là năm nào cũng như vậy. Và bản thân em thì cuối tuần vừa rồi thì cũng đã cùng với cả mẹ, bố mẹ làm một cái mâm cơm để có thể là cúng gia tiên tiền tổ rồi. Và thực sự là mỗi một lần mà mình làm được cái việc đó xong thì bản thân mình đã cảm thấy rất là nhẹ nhõm và thoải mái hơn rất là nhiều. Cũng có rất là nhiều những cái tư tưởng khác nhau liên quan tới việc là chúng ta thờ cúng như vậy hay chúng ta biếu đồ nọ đồ kia, chúng ta phóng sinh thì liệu rằng người âm họ có nhận được hay không. Chúng ta không bàn tới cái việc đúng hay sai, bởi vì chúng ta phải mất đi chúng ta mới biết được là nó có đúng hay không, đúng không ạ? Nhưng mà rõ ràng khi mà cái tâm của chúng ta khởi phát lên và chúng ta đã truyền gọi là cái tình yêu thương rồi cái sự kính trọng, sự biết ơn đó, thì rõ ràng là nó đã là một cái điều rất là tốt và thanh thản đối với tâm trí của từng người rồi. Và chưa kể đến việc là đúng như Trang nói là cái sự nguyên thủy, có nghĩa là sẽ truyền cho những thế hệ sau nữa cũng có một cái tư tưởng là uống nước nhớ nguồn và đạo lý như vậy. Thì em nghĩ rằng là không có cái điều gì là sai trái cả, tất cả nó chỉ là do cái
gọi là thói quen của mọi người thôi. Chúng ta quen làm như thế nào thì chúng ta cứ làm như thế, miễn là chúng ta cảm thấy rằng là cái tâm của mình thực sự được thanh thản và an yên cái điều đó. Và nếu rằng nói là phóng sinh chỉ đơn giản là giúp cho chúng ta mở rộng ra lòng từ bi, thì một trong những hạnh mà những cái hạnh nguyện mà chúng ta nhận được nhiều nhất đó là thông qua việc bố thí. Bố thí có nghĩa là cho đi để nhận lại. Cho đi không có nghĩa là phải là một cái hiện vật nào đó cụ thể, mà cho đi ở đây có đôi khi là bạn cho đi những thứ mà mình đã gìn giữ ở bên trong tâm trí của mình, như là những chấp niệm, và quay trở lại điều bạn nhận lại được đó chính là sự thanh thản, sự bình an ở trong tâm khảm của mình. Và cái đó không chỉ được cho một mình đâu, được cho cả một dòng họ, cho cả họ tộc của mình nữa. Nếu mà trong cái hạnh phóng sinh này, quý vị có thể thực tập thêm một điều, đó là chúng ta có thể sử dụng những ái ngữ trong ngày rằm tháng 7, đặc biệt là trong mùa lễ Vu Lan này, thì còn tốt hơn biết là bao nhiêu. Mỗi một lời ái ngữ, tức là chúng ta sẽ dùng những cái lời yêu thương. Thay vì ví dụ như bình thường, nếu mà quý vị không có điều kiện để về với gia đình đi, trong ngày rằm tháng 7 đó là thời khắc mà mình có thể đoàn tụ cùng với gia đình, thì mình có thể sử dụng một cuộc gọi điện thoại để mình gọi về cho gia đình. Và cái nữa là đôi khi á, không phải khi nào chúng ta cũng có thể quen những dùng những cái lời yêu thương, nhưng mà mỗi lần phải công nhận là mình nói những lời yêu thương thì người khác cũng cảm thấy là được mát lòng, thì đó cũng là một trong những cách mà người ta gọi là bố thí đó, và cũng là một cách để mình phóng sinh. Ngoài ra thì khi mà mình dùng được những lời ái ngữ rồi, lễ phóng sinh mình có thể hiểu thêm một số những cái nét văn hóa mà tùy theo tâm linh và tín ngưỡng của quý vị rồi, mình có thể làm thêm một việc nữa thôi nếu mà được, đó là mỗi một tháng mình hãy coi tháng đó như là một tháng phóng sinh, một tháng của rằm tháng 7. Ví dụ như Quyên học được của một cái người bạn, bạn ấy mỗi ngày đi chợ, bạn ấy trích ra một cái khoản tiền. Ví dụ như bạn ấy thích ăn món cá, bạn sẽ mua một con cá, thì bạn ấy đi chợ để ý coi chỗ nào mà họ bán nguyên một cái thau cá con á, bởi vì cá con nó sẽ cần được sinh sôi nảy nở cho môi trường, bạn mua nguyên một cái thau cá đó luôn và đem đi ra sông lớn thả. Thì cứ như thế Quyên học được là thay vì mỗi một ngày mình tiết kiệm tiền cho mình, thì mình sẽ trích ra một cái khoản tiền, mình nghĩ là cũng để giúp cho hồi phục lại thiên nhiên. Thì đó cũng là một trong những cái cách phóng sinh, và cũng là một cách để mình có thể giúp cho cái đồng tiền của mình nó trở nên có ý nghĩa hơn. Thật ra là cái câu chuyện này cũng đã được nói tới rất là nhiều, đặc biệt đối với người dân miền biển ấy. Thì mặc dù công việc của họ là đánh bắt, thế nhưng mà bao giờ cũng có một cái chân lý, vừa là tâm linh một chút và vừa là làm thế nào để chúng ta có thể bảo toàn được cái nguồn tài nguyên thiên nhiên để có thể nuôi dưỡng con người. Đó là chúng ta chỉ đánh bắt cá hoặc đánh bắt các cái loại chứ không tận diệt. Đúng rồi, ở trong một cái khoảng đó là đã đến tuổi trưởng thành, có những con nhỏ thì chúng ta lại tiếp tục thả về tự nhiên để cho sinh sôi nảy nở. Có như thế thì thứ nhất là vừa tạo nguồn sống cho những bạn nhỏ đó, và vừa cái thứ hai là chúng ta cũng không cắt đứt đi cái nguồn tài nguyên thiên nhiên nuôi dưỡng chúng ta. Hoặc là còn cùng với cái câu chuyện phóng sinh mà chị Quyên chia sẻ, thì em có thể chia sẻ với quý vị khán giả một cái địa chỉ, nếu như quý vị ở Hà Nội thì quý vị có thể đến với chùa Sải, hay còn gọi là chùa Tĩnh Lâu, nằm ở trên đường Thụy Khuê, Trích Sài. Thì ngày rằm và ngày mùng 1 thì thường là các sư thầy ở đó sẽ có những cái lễ phóng sinh. Sau đó thì mọi người sẽ đến đó này, và thường mọi người sẽ công đức 10 đến 20 nghìn gì đấy thôi, để cho là đó là một cái khoản công đức vào trong chùa. Sau đó thì chúng ta cũng, các thầy thì làm phép, có ốc, cá, những cái con vật mà đã được gần như là được làm phép này, làm lễ này, và mình cũng đọc kinh phóng sinh này. Sau đó thì mình cũng lễ Phật, và mình cũng sẽ được phóng sinh những cái con vật đó ra hồ Tây. Và chúng ta ở đó thì chúng ta cũng có thể lễ Phật được luôn, hoặc là cũng có thể được hưởng những lộc ở chùa, những cái cơm chay, ỏn chay, vân vân. Thì đó cũng là một trong những địa điểm nếu như mà chúng ta chưa biết cách làm như thế nào, thì đến đó đã có sẵn những cái bài kinh rồi, có các sư thầy làm lễ rồi, thì quý vị và các bạn cũng có thể tham khảo. Đó chỉ là ngày rằm và ngày mùng 1 và 12 giờ trưa. Như vậy là nếu mà bản thân Phương Anh ở đây là người mà cũng thích trải nghiệm những cái sự huyền diệu và nhiệm màu ở trong đạo Phật, thì có thêm một cái địa chỉ nữa để yểm trợ cho em trên con đường tâm linh nhiều hơn. Thực ra em thấy rằng không biết mọi người có để ý không, là thực ra chúng ta cứ nghĩ đến nhiều những cái vấn đề tâm linh khi mà chúng ta cảm thấy rất là chơi vơi trong cuộc sống. Có nghĩa là khi mà chúng ta không có một cái điểm tựa nào thì chúng ta lại cứ nghĩ đến vấn đề tâm linh. Thế là bản thân em cũng là một người như thế, tức là khi nào mà em cảm thấy rằng là mình bồn chồn, mình không an, mình cảm thấy là mình cũng không yên trong tâm á, thì mình sẽ tìm tới một cái địa điểm nào đó, có thể là chùa, có thể là đền, những cái nơi nào mình cảm thấy thực sự là mình cảm cái tâm của mình nó được thoải mái và thanh thản ở đó. Thì em nghĩ rằng cũng giống như câu chuyện của chị
quyên, nó không phải tháng này, tháng cao điểm mùa phóng sinh thì chúng ta mới tháng, sử dụng đến, tháng cao đúng không điểm. ạ, mà bất kể một thời gian nào trong ngày, khi nào mà quý vị cảm thấy rằng là mình đang mong muốn một cái điều gì đó, thì thay vì là mình cứ mong cầu cái điều đó cho chính mình, mong nó xảy ra, thì mình hãy cứ muốn cái điều mình cần được có được á, mình nghĩ muốn cho người khác trước. Không biết có một câu nói mà người ta em rất là thích nhưng giờ em chưa nhớ ra chính xác câu là gì, có nghĩa là khi chúng ta mong điều gì cho mình thì chúng ta hãy mang cái điều đó cho người khác trước đã. Đó, tức là khi nào mình cảm thấy rằng là cái cuộc sống của mình nó chưa thực sự an yên thì mình hãy mang cái sự sống cho những người khác, cho những con vật khác, cho những cái cây khác, thì biết đâu cái điều may mắn đó sẽ đến với mình ngay sau đó, đúng không ạ? Bởi vì em thấy rằng là chị Phương Anh chắc cũng trông tranh nhiều lắm, vì hàng tuần nào cũng thấy rủ em đi chùa với đi lễ cả. Hai người này đi chùa dữ lắm quý vị ơi, đi dữ lắm luôn á. Ủa sao vậy? Hai bạn chuyên đi chùa bây giờ bị lộ ra cái này cho nên cảm thấy sợ hả? Cảm thấy bị lộ. Thực ra thì Quyên nghĩ là có nhiều người nghĩ rằng là đây là một trong những cái câu chuyện mà mình nghĩ nó sẽ là tâm linh hay không. Nhưng mà Quyên nghĩ đây chỉ là một cái tín ngưỡng và quan niệm của mỗi người. Hy vọng là chia sẻ của ba MC của chúng tôi sẽ giúp cho quý vị có thêm một cái nhìn hiểu rộng hơn nữa về khái niệm của phóng sinh. Nó thực ra nó rất là khoa học và nó rất là gần gũi. Có lẽ chúng ta sẽ chỉ cần nhớ một cái câu, đó là thứ nhất là tu nhà, thứ hai tu chợ, thứ ba tu ở chùa. Chúng ta cứ làm tròn cái việc đạo hiếu trong gia đình của mình thôi. Chừng đó thôi cũng đã đủ để cho mình có thể tạo phước, và cũng như là đã đủ để có thể tạo được một hạnh phóng sinh hay là hạnh bố thí trong ngày rằm tháng 7 này rồi.